À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totan Wa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey và Viện Nguyên Lão để khôi phục nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì các bạn thấy rồi, mình dùng ngoại giao và bây giờ có thể nói là mình đã thân thiết với hầu hết tất cả thế giới rồi, trừ các phe phái của Rome. Thực ra thì bọn mấy cái thằng Rome này nó cũng muốn hòa bình đấy, nhưng mà mình chưa muốn hòa bình với chúng nó. Đấy, nó lại tấn công xuống đây đánh chiếm đất, là tái chiếm lãnh thổ à? Mà mình đã cử các hạm đội đến đây rồi. Vấn đề là mình sẽ giúp thằng đệ của mình tái chiếm lại. Với việc đóng cái hạm đội ở đây như thế này thì mình sẽ khóa chết cái lực lượng tiếp viện của nó. Mấy thằng chưa hầu rồi, véo kéo quân lên đây đánh nó đi. Và trên này thì chúng ta có các quân đoàn. Bây giờ mình đã cử các cái quân đoàn của mình lần đầu tiên tham chiến. Đây. Lần đầu tiên đi tham chiến. Quân đoàn thiện chiến bậc nhất của La Mã. Đó là các đội cận vệ. Các đội cận vệ là các đơn vị quân thiện chiến bậc nhất của La Mã. Rồi, một cái thời tiết rất là tuyệt vời. Nó có cái xe bắn đá đấy. Ở đằng cao là nó cũng chưa tấn công. Lâu lắm rồi mình mới lại nhìn thấy đội Praetorian. Lâu lắm rồi mình mới lại nhìn thấy đội Praetorian. Đội Praetorian. Battle group awaiting orders. Battle group awaiting orders. Vẫn chất như ngày nào với việc bộ áo choàng màu tím. Nhưng mà nhìn này thì biết cái quái là được. Ở cái bọn này mặc định nó lính một áo màu tím rồi. Không thay đổi được. Trông nó giống hệt thơm đỏ. Căng nhỉ. Cái này làm sao phân biệt được? Bọn cận vệ nó mặc định là tính áo màu tím. Nó bị mặc định rồi. Nó có một khẩu pháo khả năng cao là sẽ chưa đánh mình. Tất cả đội cận vệ của mình nó đều có cái quầng màu xanh xanh xung quanh, các bạn nhìn thấy không? Lính của mình ấy. Đó là những cái nó có thể thay tướng để chỉ huy quân đội. Cổ pháo của nó đâu nhỉ? Hello troops awaiting orders. Archers! Khẩu pháo, pháo ở đằng kia. Jupiter gives us strength. Double time. Praetorian guard. Quick march, commander. Double time. Ready and waiting. Quick march. Orders. Quick march. À, nó dưới chân đồi kia thì nó ấy không quan sát được mình, pháo vào nó ấy không quan sát được mình. Bắn nó này cho anh, bắn trước. Lính ở đó thì không quan trọng. Ôi trời ơi. Đánh nhau đó, cận vệ mình. À, nó sốc vừa rồi phát mình chết khá nhiều ấy nhỉ. Không sợ.
Nhưng mà tốt nhất để không lên củ nhầy bộ này. Tôi lùi lại đã. Ái à, pháo nó bắt đầu lã mình. Ái chà, bắt đầu bắn nhau. Sợ gì? Ái da. Không bắn được à? Kém thế. Nó lã cái pháo này vào là rối loạn đội hình của mình. Cho nó vào đây. Xong vào đây, mấy con ngựa kia xong vào đây. Đấy, mèo của đội cận vệ. Ồ, pháo này. Our general is under attack. Nó vẫn còn một khẩu pháo mà, bắn tiếp đi. Mình đánh hết cả làn phi lùm rồi kìa. Chạy hết cả lượt. Ây da, ném bọn này chết. Mà chết ngoan quá rồi. Cựu binh ở đâu rồi? Xốc vào. Tưởng thế nào. Tưởng thế nào, giáp trầu lắm. Không ăn thua. One of our units has used all its ammunition. Nhà tướng cấp thấp và cũng là quân đoàn cấp thấp. Sập vào. Lã vào tướng nó chơi. Bọn này không ăn được. Bởi vì đây đánh nhau với đội cận vệ thì bọn này không ăn được. Ăn làm sao được. Mấy cái thằng đứng đánh thê dợ này nhá. Úi dồi ôi, liên hoàn cước. Anh ấy nó vừa thực hiện một pha liên hoàn cước. Úi dồi ôi. Liên hoàn cước à? Anh nghe đội cung thủ. Đội cung thủ lùi lại. One of our units has used all its ammunition. Stop now, your orders. Bắn tên cho anh. Đội cận vệ. Bọn này á, thích ăn cái đội cận vệ á. Ôi rồi, sao thế? Bị thằng nào khửi ấy? Xong à? Xem chừng bọn này không phải đối thủ rồi. Giáp Châu. Đội cận vệ của mình tinh thần xây dựng đến đời cuối này mạnh lắm. Bọn này áp sát phát là bỏ chạy luôn, đánh gì? À, kỵ binh của nó là kỵ binh cầm giáo, nó anti-lock. À nào, tăng được thêm tí đam. Việc đầu tiên là bắt chúng nó, mấy thằng La Mã này quỳ gối hết. Tất cả những thằng La Mã phải quỳ gối trước chân mình. Đánh nhau với Octavia luôn à? Ready for further orders. March. Trận chiến với Octavia ở tướng cấp 1 à? Tướng này còn chưa lên rank lên cấp rồi. Tăng 10% tinh thần chiến đấu cho binh sĩ dưới sự chỉ huy của quân đoàn này. Nếu mà lên cấp 30% luôn à? Thế thì quân đoàn này tinh thần chiến đấu của nó kinh khủng luôn đấy. Destroy them!
cấp 2. Hay già, bây giờ mới lên cấp được. Ready for orders. On the move. Làm tiếp trận nữa cho nó rực rỡ nhỉ. Ready. Attack. Một xe bắn đá tiếp theo à? Lại một cái xe bắn đá nữa. Thằng rôm đỏ à? Tự sát đi cu. Nó có một cái melee infantry. Jupiter gives us strength. Praetorian guard ready. Xe bắn đá của nó đâu nhỉ? Đứng hàng đầu này. Vậy mình đứng chích chách một xíu cái này. Hạn chế được xe bắn đá nó. Grouped and awaiting orders. Burn them. Archers. Cái đội hình này có thể nói là quá là tiêu chuẩn cho những người mới chơi hay là chơi lâu thì cũng vậy thôi, vừa an nhàn cho các bạn vừa có thể dễ dàng điều khiển, dễ điều khiển mà lại rất hiệu quả. Pháo nó đặt bên kia, mình đặt mình bên này. Trời nắng đẹp quá nhỉ. Nếu mà mình dùng pháo to thì mình sẽ bắn được pháo của nó đấy. Remember your duties and fight. Bắn vào đây để nó cháy lan đến đoạn khẩu pháo này. Úi ôi, nó bắt đầu bắn quân mình. Romans ready for duty. Trời lên luôn. Thích thì nó lại gần luôn cho người bắn. Mất tí quân rồi. Mất tí quân rồi. Không sao hết. At speed, melee troops. At speed. Nó có pháo thì mình không thể tránh được thương vong. Để gì mình cũng bị dính đạn. Có điều pháo mình bắn cầu âu quá nhỉ. Chúng à. Nó chết quân của nó. Nó sập cái khẩu pháo chứ. Chứ nó sập được khẩu pháo rồi. Ui dồi. Bắn chuẩn một chút cho anh nhờ xem nào. Trận đánh này thì bắt đầu lại vui rồi. Dù bọn này lao được đến nơi thì chắc chết gần hết. Accessory cavalry. Lao đến nơi thì ôi bắn từ nãy giờ không sập khẩu pháo nào đó à? Con này biết bắn đâu đấy. Vòng ra đây à? Vòng. Mày... cái trò mày xưa mà cũ lắm rồi.
The battle is turning in our favor. À, sắp rồi. Ballista! That's speed! Yes, Commander! Đấy không phải việc của mày. Sắp chưa? Con khẩu pháo nào? Bắn. One of our units has used all its ammunition. Còn à? Bộ binh của nó. Ai già? Một chiến sĩ. Ôi, ra tay ra. Phục. Ôi. Trước khi chết anh còn ra tay ra làm gì không biết không? Được. Rất có tinh thần. Thôi rồi, để cho bọn ngựa nó giải quyết khẩu pháo được rồi. One of our units has used all its ammunition. Orders understood. Điên à? Praetorian Guard. Forward. Ok, mấy con ngựa này điên à? One of our units has used all its ammunition. Chà. Còn sức để chiến đấu á? The enemy general is dead. Trời ơi, rộng như sông. Ủa. Chết. Ui giời. Thêm một thằng La Mã nữa. Đánh hai trận liên tiếp rồi. Khẩu pháo của nó giết được nhiều quân mình gớm nhỉ. Quân đoàn số 1 của nó đấy chứ chờ. Quân đoàn số 1 đấy. Tướng lên cấp rồi. Tướng lên cấp này. Quân đoàn này được lệnh tấn công ở đây. Tuyệt vời, bây giờ sẽ là lúc chúng ta phản công và đánh nhau quyết liệt. Đông nhỉ? Lập thêm một quân đoàn và hạm đội nữa. Patrick Cohill. Ready for all. To your duties, men. Patrick thì sẽ cho trong hai cái loại này thì chọn loại nào? Thằng này mạnh hơn. Thằng này phòng thủ tốt hơn. Thằng này thì nó lại giáp trâu hơn. Rồi chơi nguyên lính này đi. À mỏ này, cho nó chất. Gia đình có điều kiện mà. Hai lính đấy 800 mua bằng nhau. At your command. Ai cặp chiến tranh được với thằng I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. Vụ ly dị my ears cao trong lịch sử. Tingle with anticipation. Cho vụ ly dị đỉnh cao khi mà I một cái vụ ly dị đỉnh cao. Apollo smile on you for this acceptance. You are an ornament to your city. Và Cleopatra đã quyết định rời bỏ nhau rồi. À tốt rồi. With these words you bring joy to my heart and hope to my soul. My thanks. My heart, my soul.
nó bảo là do mai hát, do mai sâu à. Rồi, từ một chư hầu của Mark Antony đã trở thành một đồng minh quân sự của mình. Ái già thanh niên. Please accept as a most truly my good and noble friend, your kind words and we had heard of your great wisdom, and with this generous offer, we have seen its results. Ôi, nhưng mà mình hết tiền rồi thì phải. Đúng rồi, mình hết tiền rồi. Mình hết tiền rồi. Thật tuyệt vời khi mua giải pháp. Khi mà có thể biến kẻ thù thành bạn là một cái điều rất là khó đấy. Nhất là nó lại là một cái kê cường quốc mạnh, thằng Ai Cập bây giờ nó là một cường quốc rất mạnh ở phía nam rồi đúng không? Đấy. Chưa hồi hết quân à? Chưa hồi hết cũng chẳng sao. Chiếm được thành này mình sẽ tuyển được đội kỵ binh kỵ binh Sugo hoặc là thành này. Mình mong sao nó chiếm được cái tỉnh này đi nhỉ? Thiếu mỗi tỉnh này thì có sắt đây này. Quân đoàn này đâu rồi? Đây đây. Rôm đỏ chuẩn bị diệt vong rồi. Đỏ lực như, đỏ rực như này thì chỉ một ít phút nữa thôi. Chỉ một ít phút nữa thôi là Mark Antony và Leopard sẽ đánh nhẫn nhau. Chiếm lại cái tỉnh này cho anh. Nhanh. Mình có thể giải quyết khu vực châu Phi một cách quá là êm thấm luôn. Mà con đường ngoại giao là mình đã coi như là đã kiểm soát được toàn bộ châu Phi. Have not omens shown that the gods will welcome a treaty? Do not offend the gods, I beg you. Tại sao thằng này nó không trở thành chư hầu mình nhỉ? Tí mình phải xem nào. Nó đang là chư hầu mình rồi mà. Nhớ không nhầm nó là chư hầu mình các bạn nhở? Hay nó bỏ à? Hay nó bị mất thành nhở? À chết rồi. Thành niên đấy bị mất thành rồi. Ô bị thằng này nó chiếm à? Được, để một trong hai thanh niên đấy đánh nhau được. Đánh lại cho anh, cho anh chiếm cái tỷ này cho anh á. Ôi thằng Ai Cập easy quá nhỉ. Quân đoàn này chuẩn bị lên cấp 4. Từ cấp 4 tăng vào đây, tăng tốc độ phục hồi quân. Đây rồi, vua ngọt. Chuyển này sang nó thành để tuyển kỵ binh đây rồi. Chúng ta có thể tuyển được đội kỵ binh Sugo. Đây, rất là tuyệt vời. Và đội cung thủ Sugon đây nữa, nhưng mà đội cung thủ này thì không ăn thua. Nhưng đội kỵ binh này thì được đấy. Chất. Chất như nước cất luôn đấy.
giáp trâu hơn. Phòng thủ. Tùy thôi, chúng ta thích chơi đội kỵ binh nào thì chơi mà. À, khi đánh nhau thì các bạn không nên đánh nhau vào mùa đông như thế này. Nếu như bình thường, không phải bởi vì các đơn vị quân này của mình cái tinh thần chiến đấu của nó cực cao rồi. Nên là... Còn nếu các cái đơn vị này thấp, các bạn không nên nào. Nên không nên đánh nhau vào mùa đông. Bởi mùa đông nó sẽ làm giảm tinh thần chiến đấu của binh sĩ xuống. Quân đoàn cấp 4. Rôm đỏ còn hai tỉnh duy nhất. Xong rồi. Rôm đỏ sắp xong rồi. Mình sẽ bắt một phát một loạt đám này thành chư hầu của mình luôn. Đấy, đấy là giải pháp của mình. Có điều là bây giờ mình đã hết tiền. Chưa sẵn sàng cho việc đó. Cho thanh niên này nó đi đánh nhau để nó tăng trung thành lên ạ. Không thì nó đang trừ 14 này. Rất nhiều tiền để duy trì cái mức độ trung thành của nó. Mình không có nhiều tiền nữa rồi. À, không sao. Có một vùng à? Một vùng mình chưa tăng mức độ kiểm soát cũng chưa. Tăng vào lương thực. Thêm một hạm đội nữa. Tiền đâu mà nuôi? Vấn đề là tiền đâu mà nuôi? Ai Cập, ai già. Ai Cập đánh chiếm được lại bị thằng nghe nó chiếm lại. Vùng này căng nhỉ. Thanh niên này khá phết. Có lên đưa thêm một hạm đội nữa sang bên này không nhỉ? Đưa thêm một hạm đội nữa sang bên này thì mọi việc sẽ êm ru. Rồi, ok. Target Pompeii. À. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Bảo vệ đó. Ngăn không cho tấn công vào căn cứ của đệ mình. Dồn quân lên đi em ơi. À, dưới này nó còn cả này nữa. Đúng là phải có thêm một hạm đội nữa sau bên này mà. Đây. Rút thêm một hạm đội nữa sau bên này. Khu vực bên đấy thì gần như là không có chuyện gì phải lo. Còn cái thành duy nhất này của thằng Mark Antony sẽ là rất tốt. Well met, friend. Sit. I thank you for the offer, but we are not wet nurses for weak. Đây. I give you welcome. Rồi. Rất tuyệt vời. Khi mà cái gì phải đến đã đến. Cleopatra đã quyết định chiến tranh với Mark Antony và một câu chuyện thật là Athena give you wisdom so that you may speak well and thật là đau lòng. Một câu chuyện thật đau lòng cho lịch sử. Well met, friend. Sit and let your words move me to anger or một câu chuyện đau lòng của lịch sử đã xảy ra khi mà Cleopatra quyết định chia tay Mark Antony. Rồi.
Rồi, chiếm luôn đi. Chắc là mình có định chiếm tỉnh này không nữa. Bởi vì là mình cũng không cần quá nhiều đất. Cứ phát cho nó nổi loạn. Octavius à? Octavius bị tiêu diệt tấn công à? À, vác quân sang đây dọa anh à? Mày dọa anh á? Chấp cả hai thằng chúng mày luôn. Có một cái xe bắn tên này. Chấp cả hai thằng chúng mày luôn. Vào đây. Trời ơi, sương mù không khó nhìn lắm. Với thời tiết nào tốt hơn xíu, mưa thì càng tệ. Đánh sương mù một trận cho xem thế nào nhỉ? Mình cũng toàn đánh trời thời tiết sáng sủa à? Đánh sương mù một trận cho nó rực rỡ không? Ngon thì vào đây. Praetorian Guard. Đội cận vệ không thể sợ thằng nào hết. Mặc dù cái quân đoàn này chỉ mới đang bắt đầu luyện rank, nhưng mà nó cũng đã đủ mạnh rồi. 150, tầm bắn 150. Đang 50, cung thủ của mình đang. Rồi. Grouped and awaiting orders. Ngon thì vào đây. Lâu lắm mới được triển khai cái đội hình này. Một trận đánh trong sương mù. Lâu lắm mới được nhìn thấy đội cung thủ bậc nhất của Rome 2. Enemy reinforcements approaching. Tiếp viện này, cứ vào tự nhiên. So what? Soon we will have victory. Mặc áo giáp tấm rồi. Vẫn không thể bỏ được cái bộ màu đỏ à? Rôm xanh nhưng mà vẫn mặc bộ màu đỏ. Màu tím. Không thay đổi được. Với đây nó là đội cận vệ. Áo choàng tím là một cơ sở của nó rồi. Praetorian Guard. Melee troops. Our banners fly proud. Xong lên. Lên đây. Máy chả. Lên đây. Úi dồi ôi. Bắt rơm đỏ làm sư hầu thì nghe buồn cười nhỉ. À. Ok. Do ai nhá? Cái binh nhóm kìa. That's your service. Riders, advance. Cho nó vào, cho nó lùa vào. Toàn light infantry, light. Sợ. Ready and waiting.
vào, rồi rồi rồi, vào vào, ăn luôn, áp sát luôn. Con tiếp viện đang đến à? Lã vào đám tiếp viện này. Fire! Brave Romans to a man. Your orders. Khử luôn. Nó tướng điên. The enemy general is dead. À, lén lao vào mình à? Áp sát nó luôn. Rồi sao? We have discovered the enemy's hidden units. Fire on the enemy! Missile infantry! Fire! Archers! Our general is under attack. Tướng của mình đang bị tấn công. Đội kỵ binh rồi, xông ra! Tuyệt vời, bắn pháo đây. Xông lên. Ready for orders. Praetorian Guard. Dù. Melee infantry ready. Chúng mình lại làm gì? Hết rồi. Xông lên. Phía đằng sau này thủ, chúng nó thủ. Đội kỵ binh rồi. Đi cản. Riders, advance. Sons of Mars. The battle is turning in our favor. Đấu với đội cận vệ à? Bọn này thích đấu với đội cận vệ. Ở ngoài vòng ra đây chuẩn bị. Praetorian Guard. Ăn luôn. Mấy thằng điên. Archers. Ăn luôn. Như thế nào mà đi đòi đánh nhau với đội cận vệ của anh? Đuổi luôn. The enemy general is dead. Úi giời. Tuyệt vời, chạy hết à? Stop now. Chạy hết à? Bọn này chạy hết à? Ủa. Nhìn thấy đội cận vệ nó sợ quá. Một vụ tàn sát bọn này. Đánh nhau với đội cận vệ thì làm sao mà đánh được. Nó lấy cận vệ quá chất. Cận vệ thì chất quá. À đây rồi. Tiếp tục. Quân đoàn lên cấp nhanh vãi. Tiếp tục đánh nào. Rồi. Tướng lại lên cấp. Bắt thằng đây, chúng ta sẽ lựa chọn bắt thằng Rôm Đỏ làm chư hầu thì tất cả những thằng chư hầu của thằng Rôm Đỏ nó sẽ trở thành chư hầu của chúng ta. Các bạn nhìn này. Đó. Bây giờ thì này sẽ phải quỳ gối giết chúng ta rồi. Như vậy là mình đã thống nhất được phương Bắc. Bởi vì phía Bắc thì bây giờ cái thằng này nó cũng là đồng minh của mình rồi. Thằng người Anh ở trên này này. Còn thằng này nữa. Đây, nó là đồng minh của mình rồi. Welcome. We will talk and then we will feed. Mình không biết là liệu mình thêm ít tiền nó có thể chiều mình không nhưng mà. And our backsides ache from overuse. We have need of talk. Bởi vì nó trở thành đồng minh của mình. The gods will rejoice at the words we have spoken today. Thanh niên này đã trở thành chư hầu của mình rồi. Đấy, mình đã kiểm soát một cách rất nhanh chóng khu vực phương Bắc. Rôm Đỏ bây giờ đã trở thành đã phải cúi đầu trước. Do not waste time on. I do not think I will be much thanked for this acceptance.
chúng ta đã phát hiện ra được thêm vài phe phái mới và chúng ta sẽ đề nghị I've called for good ale to ease your throat and ha right I will take word of our agreement and put it before my people. They will feast in celebration. Sure. Excellent. My people will. Có vẻ các cái đề nghị ngoại giao bây giờ nó dễ thế nhỉ? Thanh niên này lại chiến tranh với bọn kia. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. I will take word of our agreement. All praise to the God. Thôi còn thằng này nó chiến tranh với cả cái khu vực này thì thôi. Mình chơi với ba thằng này thôi. Chơi với thằng này hơi dở. Ok. Ok. Ai Cập ở đây. Ai Cập thì đã quyết định chiến tranh với Mark Antony rồi. May Hermes bless us both with skill. Ngoại giao thật tuyệt vời. Thêm bạn bớt thủ. Rất tuyệt vời khi chúng ta có thể đạt được những thỏa thuận ngoại giao như thế này. Speak, my friend, and burden yourself of diplomacy, and let us find agreement here, in the fashion of simple, honest men. Không chịu. Thằng này trung thành với thằng Mark Antony đến cùng à? Mày trung thành với Mark Antony đến cùng à? Vậy thì mày sẽ chết cùng với Mark Antony. Mark Antony đến cùng. Thật là tuyệt vời. Bây giờ thì thằng này nó đang chiến tranh với thằng Rôm đỏ. Tiến quân quá nhanh. À có rồi. Ok. Giờ thì chả cần xây gì nhỉ. Ready for orders. Vấn đề là bây giờ thằng đệ của mình nó đang chiến tranh với mấy thằng ở phương Bắc này. Nếu như vậy là mình sắp chuẩn bị đánh nhau bọn Đức rồi đấy. Đánh nhau bọn Đức. Thanh niên này đâu rồi? Chuẩn bị. Tế quân cho phe này, cho tướng này, hoàng đế. Cuộc chiến khá là nhanh gọn. Cho dù bây giờ thằng Rôm đỏ đã định làm gì thì mình cũng không ngán nữa, bởi vì nó bây giờ không còn gì lo. Peace honestly forged between men is a worthy thing. What say? Rất tiếc. Điều đó là không thể. Rất tiếc điều đó là không thể nữa. Xong, Rôm đỏ đã được tiêu diệt theo đúng ý của mình. Mình biết chắc là bởi vì như vậy, bởi vì là sớm hay muộn thì cái thằng này nó sẽ đánh lên. Rồi, nó đã đánh lên rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành được kế hoạch. Thanh niên này chiến tranh với thằng này của mình. Nếu như mà điều kiện cho phép, mình sẽ để xem bọn này như nào. Mình sẽ chiếm, nếu nó chiếm được cái tỉnh này có cái mỏ sắt đây, mình sẽ chiếm lại mỏ sắt này. Đấy. Đấy.
đang cần sắt. Thế quái nào mà ai cập chơi với nhau nhỉ? Let Zeus and all the gods smile upon us. This is not pleasing. Tuyệt vời, ông mặt trời hê. Lạ nhỉ, mình vây chỗ này thế này mà thằng Ai Cập nó chưa đánh vào đây. Mà Anthony bị đâm sau lưng. Thật tội nghiệp cho Mark Anthony khi bị người tình trăm năm đâm sau mình. Chuẩn bị rút thêm các quân đoàn về. Rút thêm các quân đoàn về. Dù sao thì mấy anh dợ ấy thì mình cũng không ghét lắm. Mình sẽ muốn có một cuộc chiến với người Đức. Đánh nhau với thằng Đức. Các bạn thấy không? Chia rẽ kẻ thù để khiến chúng nó bất ổn. Còn hay hơn là chúng ta dùng giải pháp quân sự để đánh tấn công. À, tuyệt vời. Hầu như không có quân. À, nhưng quân nó đông lắm, quân phòng thủ nó đông. Đây này, có cả pháo nữa, chết dở. Mấy ông thanh niên này làm trận nhở? Thủy quân lục chiến của mình. À, nó cũng vào dưới dạng hải quân tiếp viện. Thế thì trận này đánh nhau trên biển chủ yếu à? Trời ơi. Mình vào dưới dạng tiếp viện rồi. Một trận đánh trong trời mưa. Our reinforcements have arrived. The enemy is attacking our ally. Đồng minh của mình tiến nhanh thế. Artillery ships ready. We await your command. Move out. Firepower ready. Còn một khẩu nữa chứ nhỉ? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Set all. Ships ready. Tiến nhanh không kiểu không đủ bộ. Thằng đồng minh nó tiến nhanh quá. Mấy thằng đồng minh của mình đó. À, thích chui ra ngoài à? Thích dẹo à? Bơi nhanh lên xem nào. Dám đánh nhau mình à? Đệ của mình cũng đang đổ bộ à? À, nó có toàn kỵ binh thôi nên là nó cứ đi.
nó lùa hết bọn rôm đỏ ra bên kia rồi. Chiếc này. Ôi rồi. Ông đệ mình bị nó tông sập rồi. Our missiles await your orders. Loose! Ready yourselves. Weapons ready. Assault ships reporting. Mày cứ định hút anh à? Artillery to the oars. May mà thuyền của mình giáp trâu, không bị sập hết. Mày xuống biển chưa? Mình giáp trâu thuyền của nó. Ai ở ôi kia rồi. Đánh nhau trời sương mù à? Nó còn đang bận đánh nhau loanh quanh trong này. Ồ. May quá mình là thủy quân lục chiến, mình không có kỵ binh thì thằng đệ của mình nó lại rất nhiều kỵ binh. Tốt rồi. Pháo. Ships at your command. All men ashore. Mới đổ bộ ra, bình sau. Ready, willing and able. We have discovered the enemy's hidden units. All men ashore. Mới đổ bộ ra, rồi mọi việc bình sau. Ships ready. Chờ bọn này ra đã. Let her run. Moving as one. Nào. Ê chà. Làm nào khử được hai khẩu pháo của nó mới là vấn đề. Mình mà có kỵ binh thì mình đi lùa rồi, nhưng mà ông đệ mình thì chưa chắc ông đã đủ thông minh để biết lùa bọn nó. Ra ra đây thì mình ta phát hiện mới có thể huy động được sức mạnh của hải quân, của pháo. Mình đứng ở kia thì nó không huy động được. Xe bắn đá nó mới vào được. Archers! Đúng vậy, xe bắn đá nó lã cho nó chết thôi. Our allies' general has fallen. Tướng của đồng minh chết rồi. Ừ, ra đây đã. Đây rồi. Pháo bắt đầu bắn được rồi đấy, nhưng mà về hẳn đây đi. Thôi,
thủ nó chưa chạy tới nơi. Archers! Bảo vệ đội quân thủ. Bắn. Làm cho gì nhỉ? Chạy vào xong lại chạy ra. Vào đây. Con thì vào đây. Con thì vào đây. Rồi. Hết từ mấy khẩu pháo này, bắn vào đây cho anh. Bắn vào đây cho anh. Take aim. Fire on the shore. Targets marked. Fire. Đúng rồi, vào đây để pháo hạ còn có việc để làm chứ. Missile infantry. Bắn vào đây cho anh. Đây, giải quyết bọn này. Our ally has been destroyed. Advance at speed. At your service. Brave robots to a man. Double time. Phá hạ rồi. Sổ, tuyệt vời. Lạ vào đây. Vào đấy, ngon thì vào đấy. Enemy infantry at your command. Double time. The enemy general is dead. Archers, missiles awaiting targets. Ready and waiting. Quick march. Archers. And the double. Sons of Mars, and for glory! Ah, ôi, 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 pháo. Ôi, ôi, pháo vào đó. Ôi, ôi. Forward! Pháo vào đó lã rồi. Missile infantry! Fire on the enemy! Melee troops! Engage! Phải khử pháo vào đó rồi. Pháo mình không bắn tới được pháo vào đó. Artillery ships reporting! Artillery! Fire on the enemy! Archers! Missiles ready and waiting! Now! Kamikaze! Căng quá nhỉ? Bắn hai khẩu pháo chiếc mầm, bắn kinh quá. We await your command! Archers! Yes, Commander! Yours to command! Vào đây đi. Fire! Đúng này thì không sợ lắm. Evocati, orders. Yes, come on. Áp sát nó như này thì nó pháo nó mới không bắn được mình. Còn phía bên ngoài này pháo hạ mình mới lãi. Artillery awaiting orders. Destroy shore targets. To the oars. Cái thằng này vớ bẩn bắn chết con mình trong này. Thẳng này dễ chết lắm.
Artillery, awaiting orders. Artillery ships reporting. Battle group ready. Moving out. Ships waiting. Take aim. Fire on the shore. Missile infantry. Double time. Archers. Trời ơi, mấy khẩu pháo chết tiệt. Ra đây, chuẩn bị phòng sau lưng chúng nó. Chứ còn bộ binh của nó, mũi. Con này không bắn tên được, nó áp sát không bắn được. Bắn vào đây này. Úi dồi. Vài lượt tên chết sạch cái gì. Đây này không sợ. Xong rồi. Xử lý hai khẩu pháo của nó là xong. Chẳng qua nó có pháo. Rất may chúng ta có cái gì. Khỉ này chạy lên tận đấy làm gì? Mày xong rồi chạy đi đâu? Lên quận à? Xong. Ôi ông đệ của mình, ông chiếm được cái tỉnh này xong thì không biết là ông còn quân không nhỉ? Toàn thủy quân lục chiến của mình phải đánh trận. Còn vẫn chiếm được, vẫn chiếm được này. Will you not give our people? Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau á? Bình tĩnh đi. Ai dạ, hạm đội chúng ta lên rank 3. Nghiên cứu và nhánh quân sự, mình đang nghiên cứu tiếp cánh quân sự. Lại được thêm tiền rồi. Tuyệt vời, hạm đội mình lên cấp tiếp rồi. Cố gắng kiểm soát toàn bộ khu vực châu Phi đi. Cái này nó sẽ tăng đam cho lính tầm xa, à miss đê, tách và phòng thủ cho lính cận chiến này. Vài tăng di chuyển đã. Còn cái tỉnh bên dưới này nó chiếm được một cái hạm đội đó của mình đang tiến xa nhưng mà vẫn chưa tới nơi. Đây còn một quãng đường dài ở đây. Ai Cập chưa giải quyết được. Nó đánh chiếm đất của Ai Cập thì hay nhỉ? Mình sẽ lại lợi dụng cơ hội đấy để mình tái chiếm Ai Cập. Như vậy mình sẽ có thêm một mỏ sắt. Bỏ đội lính này đi kể hơi tiếc nhỉ? Đã cùng mình chinh chiến bao năm mà thay bằng đội cận vệ cho nó chất. Đúng. Cả đây nữa. Rồi. Xem nào. Đội cận vệ giáp. Ồ, đây là mấy rank không này. Nếu mà nó lên rank nữa thì không biết mạnh cỡ nào. Phòng thủ 92, giáp 124. Đây là mấy rank không.
Để lên rank 1, rank 2. Ready for battle. Rồi lại về thành mua quân tiếp. Commander. Chuẩn bị. We hunger for battle. Make haste, men. Your next command. At your command. Ready for orders. Chuẩn bị. Then march salute reporting. Liên tục có lực lượng đi cử sang các khu vực này. Bây giờ thì giữ con về đã. We hunger for battle. Get to it, men. Xem tình hình nó tiếp theo như nào đã. Xem tình hình tiếp theo nó diễn biến như thế nào đã. Rồi mới quyết định được. The enemy casts a shadow over us all. Will you send your soldiers, a most brave phalanx, to crush them? Phalanx. Nó nói là đội hình pha lăng của nó. Kể ra thì cũng có, nhưng mà mình không tuyển được đội hình pha lăng đời cuối của Ai Cập đâu. My people can only dream of wealth like yours. Can you... Chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến mới. Chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến mới. Một chuyện tướng của mình. Hai. Trung thành lên lên một chút xíu. Không đáng kể. Do tháng lên thằng này quân cán nó thế nào? On the road again. Can I be of more assistance? Có ba đội lính cầm giáo, chắc là vẫn ăn được. Mát mát rồi. Khu này thì chúng ta sẽ đập nhà lính đi. Vì bây giờ không cần nữa rồi. Khi mà châu Phi đã là đồng minh của chúng ta. Cứ để lại đã. Có tí lương thực. Rút. Cho cái vùng này nó loạn lên. Không cần cái vùng đấy. Sugo đang chuẩn bị chiến tranh này. Thằng này đã chiến tranh với thằng Sugo của mình. Làng hoàng kê. Và Ai Cập thì lại đánh vòng quanh ở đây. May Hermes bless us both with. Bọn anh này thì nó cứ đánh nhau lung tung. Các quân đoàn này bây giờ bắt đầu có thể hủy rồi. Thì lãnh thổ mình có thể chiếm được lên đây rồi thì những quân đoàn này có thể hủy rồi.
chưa đủ tiền để nuôi thôi, chưa đủ tiền để nuôi thêm các đội quân mới. You are strong and wise, and yet I wonder why you stand aside from this war. Bình tĩnh đi nào. Đánh nhau đấy thì mình cũng được cái mỏ sắt đấy nhỉ. Hay quá. Mình cứu hết nhánh quân sự chưa? Còn cái này nữa. À, đứng ở đây hồi được quân. Được rồi. Chờ lốt cái hạm đội kia sang giải quyết nó khu vực này. Ai Cập nó cứ đánh vòng quanh ở đây ác phết nhỉ. Ai Cập nó chiếm. Rôm đỏ bây giờ trở thành dân vô gia cư à? Năm mươi chín rồi, nhanh không? Bây giờ mình sẽ quyết định chiến tranh với ai nhỉ? Chiến tranh với ai bây giờ? Thằng Đức này, mình cần vài vùng đất của nó. Làm ngoại giao để kiếm nó ít đất thôi. Đâu nhỉ? Này giả. Mong dợ nhá. Mấy thanh niên này nữa. Rất cần cái mỏ sắt này là không được. Chắc không... À đây, đây, đây không phải thủ đô của nó. Chắc là được. Nếu đàm phán được thì tốt quá. Nếu đàm phán được thì tốt quá. I dare not ask much for my people. Only a single payment to replenish our... Thôi được. Thôi được. Mình đang cần thêm mỏ sắt. Có thể là mình sẽ lợi dụng Ai Cập để mình tiến quân vào Ai Cập. These people. Đi để xem tình hình thế nào đã. Rồi, bọn này nó phản công đánh chiếm hết đất của thằng Ai Cập này. Đấy. Đúng bài của mình đấy, chuẩn bị cho xuống những bảo vệ dân thường. Cho về hồi quân đã. Cho thằng Mark Antony nó đánh vào đây ạ. Mark Antony đánh vào đây là chúng ta sẽ có thêm một mỏ sắt. Going ashore. Drop anchor. Returning to land. It is an honor. Chứ xa được kìa. Sao đây anh xem nào.
Kỳ thật nhỉ. Ready for orders. Get on watch. Tái chiếm đánh qua đánh lại mãi cái vùng này. Không có thêm một hạm đội nữa là không thể giải quyết được. Con này cũng chiếm còn cướp luôn, vãi thật. Nó cũng chiếm còn cướp. Ngoại ra này. Nó cần vùng đất. Từ kẻ thù trở thành bạn. We see no profit in continuing hostility. Let us move to. Không chịu à? Không chịu thì mày không có cách nào đâu. Ai Cập đã trở thành đồng minh của anh. Ban đầu thì là kẻ thù, bây giờ thì trở thành đồng minh. Rất cần cái vùng Korea này. Slum. Vùng nào ấy? À. Vùng này đúng rồi, mình đập nhà đi. Đang Mark Antony. Mark Antony đang đánh chiếm ạ. Ai Cập ơi là Ai Cập. Athena give you wisdom so that you may speak well and persuade me of your cause. Be welcome. Chưa đủ khả năng. Bố quân cho quân đoàn này đã. Commander. Advance. 13. Ready for orders. It is a great and glorious thing to die for Rome. Tora. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn thêm theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.